Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có quay trở lại nhà bác Thành. Tôi quay lại vườn nhà bác hôm nay. Hôm nay bác Thành có tổ chức mời hội viên câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hiệp Hòa. Đúng rồi, đi đâu ấy? Đi đâu trong đâu vào đấy cơ? Giao lưu cây cảnh trong câu lạc bộ. Mình chưa, nó đang lên, mình đang lên. Đây là toàn cảnh những cái cây trong vườn của bác. Tôi sẽ quay từ ngoài vào cho quý vị xem. Đây là một cây mai chiếu thủy. Trước mặt quý vị là một cái cây tùng La Hán. Một cây tùng có cái dáng rất dị. Cây tùng này có 4 cái rễ, 5 cái rễ cắm xuống dưới chậu và phần gốc nổi hẳn lên trên. Một cây tùng có thân hình mềm dẻo, uốn lượn, nhìn rất đẹp. Bác mới ai về bác? Đi bộ. Vâng, đây là khung cảnh trong sân nhà bác Thành. Hôm nay bác có đón đoàn câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hiệp Hòa đến thăm nhà và giao lưu nhà vườn. Là 97 thôi, 87 nhỉ? 85. 85 à? 85 là tuyệt vời. Vâng, ở đây có ông Lữ mới vào. Quý vị xem ở đây có rất nhiều gương mặt thân quen. Bác không phải lắm thì bác. Vâng, cảm ơn bà. Có gì cả. Đây chợ đến đây nhà biết rồi. Vâng, qua đây nhưng cũng bảo ngày mai dịch họ. Gọi nó vào, để gặp lại được. Cây đã đẻ quá đây nhưng mà. À, thế đây, đây bác Trung đều lên được. Bác con nghe tin. À, Trung là Tân Sơn. Không biết. Sinh Trung có gần nhỉ bác? Vâng, có những vị khách đến tham quan gia đình và giao lưu nhà vườn. Những vị khách thân quen là những người bạn. Bác Hùng ơi, chào các chú nhá. Chào cô. Chào Hà Phong. Cây nó không có gì là phong phú đâu. Cái này đẹp rồi. Một ngày cuối năm chủ nhật. Rồi đi vào đấy đi anh đeo quần vào rồi. Nghiêm Đình Thành. Có cả câu lạc bộ Bắc Ninh.
anh đi vào trong đó rồi, anh đeo đang đi vào đây rồi. Hai chú cháu đang đi thân được rồi nham thạch nó phải chảy với đây nó chảy đẹp không? Ừ. Đây chú nhớ cái này không? Chảy cái này trước là để cách đây 100 năm không có dưới đất, dưới đất ở chỗ này đoạn này mới đưa lên được, cũng được đưa lên được vài năm rồi. Đúng rồi, chúng ta là vẫn nằm ở chỗ này. Thì chưa chắc bệnh mù nó. Trên đá anh đúng rồi, đục đục cả anh quan niệm là đang làm thô anh nào tự nhiên. Đây là cái số sung này, lúc bác lên là cái số này em muốn để ngoài cho anh chậu đâu. Những cây mai chiếu thủy rất đẹp. Trên đàn đây rất là làm rất là vất vả. Cái này đưa này thì nó mất. Không biết là cái tập ở trong này thế nào. Nhưng cái tập hôm nay chưa cấy. Thì làm rất là được khô quá. Phải uốn lên thì nó tiền cả. Để nó cái chút vào nó uốn lên cả. Thì thử nó tỏ được. Chú Dũng bình phẩm tí nhỉ? Được, ghi nhận cái này. Đây, ghi nhận cái này. Hơi đau cái này. Hơi đau. Cái này không phải đau cho mình nhớ. Không phải là cái này thì rồi. Đỏ già luôn rồi. Cái này già lắm. Cái này giống như xỉ em. Cái này chùi giá cái người xỉ dưới. Mai nhé. Ông cứ bọn đấy thì bao giờ nó chả uống nhớ. Cục mài đấy, loại này nó không có giống đấy chú ạ. Không có giống nó đấy. Không phải... Ná thôi. Đa số thân là hầu như là cây nào nó cũng... Cây dòng lu Gò Công mới nhiều biếu. Cây này dáng trực đẹp này. Cây này dáng trực quân tử rất đẹp. Quá đẹp. Cây này... Trong cái vườn... trong những cây mai chú thủy trong kết nhất cây này. Ở đây là kết hết, cái vườn này là mình kết hết. Không, trong số mai châu thủy cây này là cây đẹp nhất. Bao giờ mang về nhà mình thì mình quyết. Ở đây trong máy hết rồi. Cái này nó gốc bồ ngọn chỉ nha, rồi nó là cây dáng trực quân tử. Nhìn rất đẹp. Dáng rất điệu. Kê cho nó cao cao, tím nhỉ. Để... Thế này là đẹp rồi, cân đối với gốc rồi. Không, kê nó cao đấy. Để sát quá. Chí và đẹp. Chí không phải châu chí là Nam Điền là vâng. Đẹp. Đây, anh em mình chơi xanh quê nó đẹp, vẫn là đẹp. Đúng là đẹp cho anh. Cứ phải không phải làm cho nó đẹp. Tất nhiên là cái tiền này nó có thương hiệu thôi. Cứ phải đẹp, bè, thân cảnh anh nhỉ? Đúng không? Đây, chẳng hạn như cây này mà đẹp thì rồi. Không ai thích nhỏ. Đúng rồi. Nam Điền nó có một cái đặc điểm của nó là cái nách lá của nó dài.
làm nó nhanh. Vâng, chăm chi nó nuôi dễ hơn là quê. Vâng. Không đẹp cái gì. Còn đã đẹp rồi quê càng đẹp. Đẹp thì cái gì cũng đẹp. Cái là nghe câu Nam Việt là nó thương hiệu thôi. Anh có bảo làm đâu. Còn nó thật với cụ là cứ xanh quê mà đẹp là cứ đẹp. Cái tiêu chí của ta là đẹp. Thằng kia nó bảo gì? Sao thằng kia nó bảo nó không bảo gì anh nhỉ? Gốc cây này một cây xanh quê. Trước đây cây này đã được đi triển lãm ngàn năm Thăng Long. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại năm 2017, 7 năm trôi qua. Đến thời điểm hiện nay thì bác đã không ưng một số cái tay cành, bác đã cắt đi để tạo những tay cành và bông tán mới. Cây này có là có một giai đoạn lên đỉnh điểm cao nhất được khách giá tới 700-800 không quá. Đợt đi ngàn năm Thăng Long giá 800 đấy. Nguyên cái xanh này má không đẹp mà. Con lá nhựa đấy, con này ngày xưa nhiều người thích lắm. Nếu mà muốn mũi thì cho cái rễ kia mà cho nó teo vào cái nước. Rễ nó chữ thì nó đẹp cho nó dễ bén. Cái này cái đấy của em đã nó bị tàn ngoài trước rồi. Để nó mất cái để nó to quá, mất cái đường cua của cái. Nói cho đến một là xử lý hai này. Cho đi đồng giảm. Bởi vì cái đoạn này nó cũng to. Mấy cái đường chạy. Cái rễ này chỉ cho đi thôi, phay đi thôi. Không, cái rễ này được. Cái rễ này được rồi. Vâng, hôm nay giao lưu nhà vườn tại nhà bác Thành. Bác có mời hội cây cảnh Thuận Hiệp Hòa đến nhà. Thôi tự nhiên ra. Anh đồng niên thì hôm trước ở nhà ấy bảo rồi nha. Dù sao ông anh có hơn tuổi bạn thì chị là chị là phải gọi chị là đúng, đúng không? Thì anh ơi. Ông hội cái gì? Coi như chúc nhau gọi là khỏe hơn tự nhiên như thế cái thiếu thiếu. Xin chào bác nhé. Anh em tự nhiên. Đâu.
mình cứ thấy thiếu thiếu gì hóa ra thiếu Tuấn Anh. Anh đi nào là thiếu Tuấn đứng đây nữa. Mình phải không nhận Tuấn là không nhớ đâu. Nghĩ ra. Có nhắc anh đi nhé. Nhưng mà